frozen, your tears have all dried out. 'Cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect, I know this love is worth it.
thân ai tìm đến với muôn vàn thơ mãi yêu nhau như ngày xưa. Toàn thể các bạn trẻ miền rất trân trọng và kính mến. Thật đúng vậy, yêu em thì anh hẹn em ngày cưới. Anh đón em về cho thỏa nỗi nhớ mong. Cây hạnh phúc đã tới ngày hái quả, trái chín thơm tho anh đón em về. Kính đưa tới toàn thể quý vị và các bạn. Trước hết cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, cảm tạ phúc ấm của Tổ tiên, đôi bên hai gia đình, hai dòng tộc. Trải qua năm tháng học tập, công tác cũng như làm việc của đôi bạn trẻ Hoài Phương và Di Hồng, đến ngày hôm nay hai em gặp nhau một tình yêu nồng nàn tha thiết, một lời nguyện ước trăm năm nên nghĩa vợ thành chồng. Ngày hôm nay đó là ngày đẹp nhất, ngày 15 tháng 11 năm 2020, tức ngày 1 tháng 10 năm Canh Tý, ngày mà cha mẹ đợi mong, ngày mà đôi bạn được về chung một nhà. Có thể quý vị trở về tại trung tâm tiệc cưới ngày hôm nay, đó là sự hiện quả các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn, đặc biệt gia đình họ nhà gái chúng tôi được trân trọng đón mời, đón tiếp tới khách đoàn cao cả của quý họ nhà trai đến từ quê hương xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đã cùng trở về tại nơi đây cũng như trở về tại quê hương Hải Vân
để cùng thăm quê hương cũng như để cầu chúc mừng cho người con, người cháu mình. Và để đi vào chương trình Level Queen, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời vị cho hiệu trai có đôi lời phát biểu và có cơ chầu xin dâu trong chương trình buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa các cụ ông, các bà, cô dì, chú bác và hai dòng họ, cháu Hoài Phương và Duy Hùng, trải qua quá trình tìm hiểu, các cháu tìm thấy một nửa khoảng nhau và các cháu quyết định xây dựng gia đình hạnh phúc với nhau. Được sự đồng ý thống nhất của hai gia đình dòng họ, hôm nay đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai chúng tôi và gia đình nhà ông Hiền cũng đã sửa tấm lễ xin dâu, xin phép các cụ các ông, các bà, cô bác và bố mẹ và cô dâu xin được đưa đón cháu Hoài Phương về hôn trường của họ nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Kính mong các cụ các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bà, nam nữ thanh niên của hai cháu bớt chút thời gian về với hôn trường của họ nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn và chúc phúc cho các cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, lần đầu tiên về sau những bạn trai xin gửi tới tất cả các cụ cố của các cụ cậu gấp bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn một lời chào trân trọng, một lời kính chúc sức khỏe cũng như cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của quý nhà gái đã dành lại cho quý họ nhà trai trong chương trình lễ vô quy của hai em Hoài Phương và Dì Hùng. Tàu thì xanh xanh vàng đá mà đã yêu nhau hóa đá cũng yêu, chuyện dân gian ghi nhớ bao điều, ăn một miếng trong má hồng tươi thắm. Và để liên tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời quý đại cho gia đình nhà gái nên có đôi lời phát biểu tiếp nhận cơ chầu xin dâu và chính thức chào dâu trong chương trình buổi chiều hôm nay. Xin trân trọng và kính mời vị đại biểu. Giờ đây tôi được phép được đại diện cho họ nhà gái cũng như ông bà ông nội chúng tôi xin được phúc đáp cái ý kiến của một vị đại diện cho quý họ nhà trai cũng như ông bà ông Hiền trong cái buổi hôn nhân của các cháu hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì chú bác, các bậc khách quý xa gần, các bạn trẻ thanh niên của hai dòng họ chúng ta rất trân trọng và kính mến. Kính thưa toàn thể các cô giáo cũng như các cháu thuộc trường mầm non xã Hải Vân kính mến. Qua những lý do của một vị đại diện cho họ nhà trai, trước tiên chúng tôi cảm thấy rằng cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa và đồng thời được sự phúc ấm của tổ tiên của đôi bên hai dòng họ và sự vun trồng của toàn thể các quý cụ ông bà, cô dì chú bác trong hai dòng họ chúng ta cũng như bạn bè thanh niên nam nữ từ khởi sự cho đến ngày hôm nay chính thức về nuột đời phép đạo. Các cháu đã được bố mẹ đôi bên lo cho được chu toàn trong bổn phận hôn nhân. Và những giờ đẹp nhất hôm nay phái đoàn họ nhà trai được về tại gia đình họ nhà gái chúng tôi, trước hết một vị đại diện cho họ nhà trai cũng như thay mặt cho ông bà ông Hiền có cơ chầu xin dâu. Tôi được phép đại diện cho phái đoàn họ nhà gái chúng tôi cũng như thay lời cho ông bà ông họ chúng tôi xin được tiếp nhận những cơ chầu quý báu mà một vị đại diện cho nhà trai cũng như ông bà ông Hiền nói trên. Trước khi được ngừng lời, xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì, chú bác, các bậc khách quý cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ đôi bên hai dòng họ an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Gia đình của gái chúng tôi đã tiếp nhận cơ chầu xin dâu và cũng xin gửi lời kính chúc, lời cảm ơn tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bà đã có tình cảm thương con, mến cháu vì tình cảm bạn bè chân thành vô tư. Quý vị chúc phía phòng chúc mừng của gia đình để cùng chung dự
trong chương trình Lễ Vô Quy để chúc mừng cho tình thân gia của đôi bên hai gia đình, hai dòng tộc, cũng như chúc cho tình yêu của đôi bên trẻ Hoài Phương và Di Hùng được trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Trân trọng kính mời hai người mẹ yêu quý trở về phía sân khấu của gia đình để chính thức trao nhận cơ cháu xin dâu trong chương trình buổi chiều hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời. Để cùng chúc mừng cho người mẹ trong chương trình Lễ Vô Quy của anh em Hoài Phương, Di Hùng, chúng con xin cảm ơn hai mẹ rất nhiều. Kính mời chú rể Di Hùng với bó hoa tươi thắm vào trong phòng để đón cô dâu ra trước cổng trường. Ra mắt kính chào tất cả thầy quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở về đến đây để cùng vun trồng cho mối tình vô tư sắc đợi chờ của hai em. Xin trân trọng kính mời. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. La la la.
đâu. Chúc các con chăm ngoan học giỏi, biết nghe lời bố mẹ và đặc biệt là biết nghe lời thầy cô. Ngày hôm nay ngày vui của cô giáo Hoài Phương. Tất cả các con là những học sinh của cô giáo đã cùng trở về sân khấu và gia đình. Đặc biệt là cô có món quà cao quý để cùng ngài chúc mừng cho các con. Xin được trân trọng và kính mời. Rất vui mừng cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay đón là sinh nhật của tất cả quý vị. Đặc biệt gia đình chúng tôi được đón tất cả các cô giáo đến từ trường mầm non xã Hải Vân cũng như trường mầm non xã Hải Hòa. Và đặc biệt là các con là những học sinh của cô giáo Hoài Phương ngày hôm nay đã cùng trở về sân khấu của gia đình để cùng chúc hạnh phúc cho cô cũng như cho chú trong chương trình hôn lễ của Hoài Phương và Di Hùng. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn, ngày vui của đứa bạn trẻ cũng là ngày vui của các bậc làm cha làm mẹ. Và giờ này đây chúng con xin được trân trọng kính mời bố mẹ cùng anh gia đình của cô dâu cùng di chuyển trở về phía sân khấu để chúng ta lưu lại những kỷ niệm đáng trân trọng đáng ghi nhất của cuộc đời đứa trẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Là cùng trao cho nhau ngọn môi hôn, là vòng tay yêu thương mong mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời yêu. Là ngày em bên anh không chút yêu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi ta đã vẫn không bên nhau suốt đời, xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương tình trong trái tim này dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như
trong tay vui hát ca một ngày. Chúc mừng Hải Quốc trở thành một siêu và Hải Dương trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta tuyệt đối gia đình nhà trai chúng tôi để cùng hòa chung niềm vui, cùng chung tay sát cánh mối tình vô tư trong sáng của đời bạn trẻ. Xin được đón tiếp đón mời tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng chọn cho mình với biển vị trí đẹp nhất tại gia đình đưa ra nhà trai, cùng xích lại gần nhau hơn, cùng mời thuốc mời trà nghỉ ngơi đôi phút và cùng chuẩn bị đi vào câu chuyện trăm năm. Chúc mừng hạnh phúc cho em trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, khách quý rất trân trọng và kính mến, trong ngày vui, ngày trọng đại nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, có lẽ rằng không thể thiếu được với những nhân vật quan trọng nhất trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và ngay lúc này đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng cái ánh mắt của mình về phía nơi thảm đỏ, nơi chúng tôi được gọi là phía bắt đầu của tình yêu và hạnh phúc, để cùng chờ đón Dương Sinh và Sở Hiền. Xin mời hai em Duy Hùng và Hoài Phương, hai em chúng ta hãy cầm tay nhau và cùng di chuyển lên phía trung tâm phòng cưới của gia đình với những tràng pháo tay lồng nhiệt từ quý vị. Và một tràng pháo tay lớn từ quý vị dành cho đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Thưa quý vị, và ngay lúc này đây, hai em chúng tôi sẽ chính thức đi trên một con đường, và con đường đó sẽ được. Vâng, và thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn, làm người phải kính nhớ tổ tiên. Và trước khi đi vào chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho hai em buổi chiều ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức xin được nhờ cậy tới một vị đại biểu đại diện cho gia đình tư gia nhà trai chúng tôi sẽ hướng dẫn hai em tiến về trước bàn thờ gia tiên để cảm tạ hồng ân ba la của các ngài trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này. Xin mời hai em sẽ để hoa bên ngoài và di chuyển vào phía trong nhà nơi bàn thờ gia tiên. Được chính thức đi vào công chuyện trăm năm. Chúc mừng hạnh phúc cho hai em Duy Hùng, Sánh Diên cùng Hoài Phương trong buổi chiều ngày hôm nay. Trọng kính trên các quý cố, quý ông, quý bà, đại diện cho đôi bên gia đình, đôi bên sòng họ, rất trân trọng và kính mến, cùng toàn thể quý vị, quý chị và các bạn thân mến. Quả đúng vậy, tình yêu hai tiếng rất ngọt ngào và êm ái, vì tình yêu là một công trình, là một kiệt tác mà đứng tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và để rồi yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc lớn nhất trong mỗi con người chúng ta. Và tình yêu đó sẽ được chọn hảo hơn bao giờ hết khi ta lấy được người mình yêu và người yêu mình. Thưa quý vị, tình yêu của hai em chúng tôi được cha mẹ
đôi bên đồng ý, ông Tơ bà Nguyệt xe duyên, Thiên Chúa an bài. Và đặc biệt trong những tháng ngày học tập, công tác, yêu đương và tìm hiểu của hai em Duy Hùng và Hoài Phương, đến ngày hôm nay tình yêu của hai em đã chính thức đơm hoa, kết trái, ngọt lành. Được sự nhất trí cao cả của đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ, được sự tác hợp của tất cả quý vị, đặc biệt hai em đã được chính quyền hai địa phương xã Hải Nam cũng như xã Hải Vân tạo mọi điều kiện và đăng ký kết hôn cho hai em lên vợ thành chồng. Với ngày mùng 1 tháng 10 năm Canh Tí là ngày đánh mốc son lịch sử, ngày mà đôi bên gia đình chúng tôi đã chính thức lựa chọn để loan báo tin mừng tới tất cả các quý vị đại biểu khách quý, đặc biệt với sự hiện diện của trên các quý cố, quý ông, quý bà cũng như tất cả quý vị, chúng ta cùng trở về nơi đây hòa chung niềm vui, chúc mừng, hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và lời đầu tiên cho phép ban tổ chức xin được đỡ lời cho ông Lương Văn Hiền và bà Trần Thị Dung, và đặc biệt xin được thay lời cho dâu sinh Sở Hiền xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương trong buổi chiều ngày hôm nay. Về với trung tâm phòng cưới trong buổi chiều ngày hôm nay, với sự hiện diện của tất cả quý vị, đặc biệt còn có sự cộng tác rất lớn đến từ anh em trong ekip ban nhạc xưa và nay, là những người anh em đồng nghiệp với anh Hoàng Độ, được trở về với khán phòng mừng của gia đình và cùng long trọng tổ chức chương trình buổi lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lời đầu tất cả quý vị lời chào, lời kính chúc sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Và cho phép ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho em Duy Hùng và Hoài Phương xin phép được bắt đầu. Vâng, và thưa quý vị khách quý rất trân trọng và kính mến, yêu em thì anh xin hẹn em ngày cưới, anh đón em về cho thỏa nỗi chờ mong, cây hạnh phúc đến ngày hái quả, trái chín đậm đà tình nghĩa cho tương lai, anh trao cho em đó hoa tình chớm nở và em trao cho anh hơi thở, nhịp đập và con tim. Thưa quý vị, ngay lúc này đây, với những khoảnh khắc, với những giây phút thiêng liêng huyền diệu nhất trong cuộc đời của hai em buổi chiều ngày hôm nay, mà ngay lúc này chúng tôi xin được dành tặng cho tất cả quý vị, đó chính là hình ảnh hai em sẽ chính thức trao hoa ngày cưới. Và cúi đầu chào tất cả quý vị đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Đôi khỏe lứa vợ ngoan chồng hiền xin được kính chúc cho hai em trong năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù đề. Và hai em chúng ta sẽ cúi đầu chào tới tất cả quý vị đã dành những tình cảm và ngọc trở về nơi đây. Âm thanh nào đẹp như thanh âm của hơi thở, nhịp đập và con tim. Ngày hôm nay thì những lời ca tiếng hát sẽ đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn với những lời chúc mừng tốt đẹp dành cho hai em buổi chiều ngày hôm nay. Và trước hết chúng tôi xin được đến với quý vị qua trang văn nghệ chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Thưa quý vị, với bản tình ca đầu tiên ngay lúc này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để cùng chờ đón với sự hiện diện của nữ ca sĩ Thúy Nga. Lời đầu tiên cho phép Thúy Nga xin được lời chào đến từ quý vị có mặt trong khán phòng hôn trường hạnh phúc ngày hôm nay. Để mở đầu cho trang văn nghệ, Thúy Nga xin phép được gửi tới thân thể quý vị ca khúc mang tên Đêm Huyền Diệu, xin được cùng lắng nghe. Chẳng vui.
Một chào tất cả quý vị dành cho nữ ca sĩ Thúy Nga và anh em ban nhạc được không ạ? Lớn hơn được quý vị. Xin cảm ơn với những chào tay của tất cả quý vị đã dành lại cho nữ ca sĩ Thúy Nga và đặc biệt với bản hòa âm vui ký rất chuyên nghiệp đến từ anh em ban nhạc xưa và nay đã gửi tặng tất cả quý vị cũng như chúc mừng hạnh phúc cho em trong ngày hạnh phúc hôm nay. Bên sòng hòa sẽ cùng vui mừng di chuyển lên phía sân khấu. Đặc biệt chúng ta xin được trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh, hai chú rể cũng như bố mẹ thân sinh. Hai cô dâu sẽ cùng vui mừng di chuyển lên phía sân khấu để chúc mừng cho hai con cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị. Sự hiện diện của bố mẹ thân sinh, hai cô dâu. Tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của hai ông trưởng đoàn đại diện cho song thân đôi bên sòng họ. Về phía gia đình nhà trai, trước mắt chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lương Văn Hiền và bà Trần Thị Dung là song thân phụ mẫu và chú rể. Về phía gia đình nhà gái, trước mắt ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu có sự hiện diện của ông Lương Văn Ngọc và bà Hoàng Thị Loan là song thân phụ mẫu của nàng dâu, xin được chính thức ra mắt tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, với những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hai em chúng tôi ngày hôm nay cũng đã đến. Và xin mời hai em chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía bản bánh và cùng khơi nguồn cho ngày hạnh phúc hôm nay. Để kết thúc được chữ tình yêu về tướng và trường tồn, chiếc bánh đầu tiên là chiếc bánh kỷ niệm về tuổi của hai em. Và một tràng tay thật lớn thưa quý vị để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Thưa quý vị, và đúng 700 năm thì đầu bạn bánh đầu hứa xin thiên lý trọn đời bên nhau. Chiếc bánh thứ hai thay cho lời cảm ơn với các bậc sinh thành. Chiếc bánh thứ ba thay cho lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã cùng về mừng vui trong ngày hạnh phúc của hai em. Tiếp theo xin mời hai em chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía tháp ly pha lê để cùng khơi nguồn trong ngày hạnh phúc lứa đôi. Đã biết nghi thức rót rượu sâm banh tượng trưng cho suối nguồn của yêu thương và sự đong đầy
quả cảm xúc. Thưa quý vị, quả đúng vậy, thương nhau thì xúc động bồi hồi, mà yêu nhau thì yêu cả lúc đứng, lúc ngồi. Ta vẫn yêu. Và một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị, dành cho em sẽ chính thức khu trang sắp anh đầu tiên ạ. Hòa chung một dòng ngay giây phút này đây, thưa quý vị, thưa quý vị, chúng ta đã được chứng kiến với những giọt rượu hồng hòa quyện với những làn đá khói, tượng trưng cho tình yêu được bền vững và trường tồn trong ngày hạnh phúc hôm nay. Quý vị, và để rồi ngày hôm nay đây, với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tất cả quý vị, chắc chắn sẽ mãi thắp được như tháp Ba Lê Sơn Banh mà hai em chúng tôi đang tay trong tay sắp tại trung tâm tiệc cưới xuất hình nhà trai. Và trước khi sang tháp Banh thứ hai được hai em rót lên tháp ly, xin mời hai em chúng ta sẽ cùng rót lên 8 chiếc ly mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Chia niềm vui, chúc phúc cho anh em trong ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, và ngay lúc này đây, chúng ta xin được trân trọng kính mời cô dâu Hoài Hương, em hãy cùng nâng ly lên để cùng cảm ơn với sự hiện diện của ông trưởng đoàn, đại diện về phía gia đình nhà trai cũng như bố mẹ chồng. Và xin được trân trọng kính mời chú rể Di Hùng, em hãy cùng nâng ly lên và cùng cảm ơn với sự hiện diện của ông trưởng đoàn về phía gia đình nhà gái cũng như bố mẹ vợ. Nhà kết tình không xa, vì con vì cháu vui tươi kiên quyền, chúng ta xin được kính chúc cho tình thông xa của đôi bên gia đình, đôi bên sập tộc được gắn bó keo sơn. Và ngay lúc này chúng ta xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn song thân phù mẫu của hai em, chúng ta sẽ cùng nâng thật cao ly lên trong ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ, và cùng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay lớn từ quý vị sẽ cùng gạt ly trong ngày hạnh phúc của hai con. Chúng ta xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn cũng như song thân phụ mẫu của hai em, chúng ta hãy dành cho nhau những cái bàn tay thân thiện trong ngày hạnh phúc hôm nay ạ. Và một trong các lời nhắc nhở quý vị để kính chúc tình thông gia được thắm mãi bền lâu, chúng ta xin được lời cảm ơn và xin mời hai ông trưởng đoàn cũng như song thân phụ mẫu của hai em sẽ cùng trở về vị trí và cùng tiếp tục chương trình. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được chứng kiến với những chứng kiến đông đủ của tất cả quý vị, đặc biệt với sự hiện diện của hai ông trưởng đoàn cũng như xuất thân phù mẫu của hai em đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hai con. Và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị đã có mặt tại thư gian nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, và ngày lúc này xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục mời thuốc mời trà và chúng ta cùng quay lại với trang văn nghệ chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và nối tiếp chương trình biểu diễn nghệ thuật chúc mừng hạnh phúc cho hai em buổi chiều ngày hôm nay. Và có lẽ rằng quý vị chúng ta phải dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chờ đón tiết mục đến từ các cô giáo và các cháu mầm non
là những người học sinh của cô dâu Hoài Phương ngày hôm nay cùng trở về với gia đình Tư Gia Nhà Trai chúng tôi, và đặc biệt với những tiết mục văn nghệ đặc sắc để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô cũng như gửi tặng tất cả quý vị trong ngày hạnh phúc hôm nay. Cháu mầm non ngày hôm nay cùng trở về với cán bộ mừng của gia đình để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và xin mời tất cả các cháu trong đội múa sẽ cùng di chuyển đến phía sân khấu, và cô Hoài Phương sẽ có những món quà cao quý để dành tặng cho các con trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời tất cả các con nào. Cháu là những người học sinh của cô, và xin được kính chúc cho các cháu có một sức khỏe dồi dào, hay ăn chóng lớn, học giỏi, chăm ngoan, vâng lời cha mẹ thầy cô. Và một tràng pháo tay tươi lớn từ quý vị để chúc mừng cho món quà đến từ cô Hoài Phương dành cho các cháu được không ạ? Hai cháu đây. Xin mời các cháu rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị, và quý vị chúng ta cùng tiếp tục hòa chung niềm vui, chúc mừng hạnh phúc cho được bạn trẻ. Thưa quý vị, cứ mỗi độ đông về thì có biết bao nhiêu chàng trai và cô gái họ yêu nhau, hẹn nhau, để rồi hạnh phúc biết mấy khi tình yêu kia đã kết trái. Gió đông ơi sẽ lại dừng chân lại. Hãy nghe đến khúc nhạc của đôi tim số băng giá sưởi ấm tình chân thủy, vai kể vai xây một bước từ đây. Thưa quý vị, và ngày hôm nay đây có thể nói là ngày đẹp nhất trong tháng, ngày tốt nhất trong năm, ngày mà thuyền với thuyền hai em quyết sang sông, ngày mà cha đợi mẹ mong cho hai em về chung một mái ấm gia đình.
Và bên cạnh đó, về với tư gia nhà trai, chúng tôi được hân hạnh đón tiếp với sự hiện diện của tất cả các quý vị đại biểu khách quý, đặc biệt với phái đoàn cao cả gia đình nhà gái đã cùng trở về với trung tâm tiệc cưới gia đình nhà trai chúng tôi để cùng hòa chung niềm vui và cùng tham dự chương trình đại lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc cho hai em buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu qua những lời phát biểu trao dâu đầy trách nhiệm của một vị đại biểu đại diện cho quý họ nhà gái, xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ cố, cụ ông, cụ bà, cùng toàn thể cô dì, chú bác và tất cả bạn bè thanh niên nam nữ của hai dòng họ. Lời đầu tiên của con hôm nay xin được gửi tới quý cố, quý cụ, quý ông, quý bà, cùng toàn thể cô dì, chú bác của hai dòng họ một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ cố, cụ ông, cụ bà, cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai dòng họ, thật đây là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho và phúc ấm của tiên tổ đôi bên đã ban cho hai ông hai bà hôm nay sinh được các cháu. Hôm nay đã đến tuổi con lớn và trong những ngày tháng các cháu đã tìm thấy ở bên nhau một nửa mà Thiên Chúa đã ban tặng cho. Chính vì thế ngày hôm nay và các cháu cũng đã được sự ưng thuận của bố mẹ và chấp thuận của bố mẹ, nên hôm nay hai ông hai bà đã chọn ngày hôm nay để tổ chức buổi trăm năm cho các cháu và có sự hiện diện của tất cả các cụ cố, cụ ông, cụ bà cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai dòng họ chúc phúc cho các cháu trong buổi hôm nay. Từ về họ đàn gái chúng con hôm nay cũng được về tới quý họ đàn trai hôm nay được dự buổi tổ chức trăm năm này và chúc phúc cho các cháu hôm nay. Thì hôm nay con đại diện cho họ đàn gái cũng trao gửi cháu gái của chúng con lại cho ông bà và cháu Duy Hùng. Và xin các cụ cố của ông cụ bà cũng cho con được có một đôi lời cũng nhắc với cháu gái của chúng con. Phương Anh ạ, hôm nay là buổi đặc biệt nhất và là một buổi quý giá nhất trong đời của các con, và cũng chính thức là hôm nay là ngày mà con bước đầu tiên bước vào gia đình và là làm vợ và làm một người con dâu của ông bà. Thì bác cũng mong rằng con sẽ cố gắng lắng nghe, học hỏi và vâng lời bố mẹ của con ở bên này để làm sao con xứng đáng trở thành một người con dâu ngoan. Và đặc biệt bác cũng nói thêm với cháu trai, hôm nay là chính thức cháu gái của bác về làm vợ của con, thế con cũng luôn luôn sát cánh bên vợ con để con nhắc nhở vợ con sống sao để theo đúng với cha mẹ và phong tục của tổ tiên. Thì bác cũng khuyên con cố gắng và nhắc nhở con là cố gắng làm sao cho vợ con luôn luôn được trở thành một người con xứng đáng đối với ba mẹ của con đã sinh thành ra con. Vâng, và cũng kính thưa các cụ cố, trước khi con ngừng lời thì con cũng được chúc các cụ cố, cụ ông, cụ bà cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai dòng họ một lời chúc sức khỏe, và cũng xin chân thành cảm ơn họ đàn trai cũng đã tiếp đón họ đàn gái chúng con rất là chân thành, đầy đủ và tình cảm. Đặc biệt con xin là chân thành cảm ơn và cũng xin các cụ chúc phúc cho các cháu luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc, không những cho đến gọi người ta hòa đồng đến ngày đầu bạc răng long nhưng phải hết cả cuộc đời. Và con xin được chân thành cảm ơn và xin được ngưng lời ạ. Vâng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn với những tràng vỗ tay rất nồng nhiệt của tất cả quý vị đã dành lại cho vị đại biểu đại diện cho quý họ nhà gái. Thưa quý vị, qua lời phát biểu đầu tiên, vị đại biểu đại diện cho quý họ nhà gái xin được thay lời cho ông bà ngọ loan chính thức trao cô dâu Hoài Phương về làm dâu con trong gia đình ông bà Hiền Dung chúng tôi và làm cháu chắt trong dòng tộc họ Lương kể từ ngày hôm nay đây. Vị đại biểu bày tỏ lòng cảm ơn tới sự tiếp đón rất nồng hậu mà quý họ nhà trai đã dành cho quý họ nhà gái trong chương trình đại lễ thành hôn
đang được cử hành rất trọng thể tại gia đình Tư Gia nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi ngừng lời, vị đại biểu còn căn dặn cho các bạn trẻ rằng là: hai cháu ơi, trong cuộc sống, hôn nhân, hạnh phúc và gia đình, các cháu phải sống sao cho tốt đời, đẹp đạo, sâu hiền, dễ thảo, chọn đời, con ngoan. Các cháu phải giữ lên những nề nếp gia phong của mỗi con người dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua thời đại 4.000 năm văn hiến. Vâng, và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn qua những lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho quý họ nhà gái, với những lời chúc mừng đặc biệt, với những lời căn dặn đầy trách nhiệm đã dành lại cho hai cháu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và thưa quý vị, trở về nơi đây với những lời chúc mừng, với những tiếng nói yêu thương, và đặc biệt không thể thiếu được với những món quà rất cao quý mang về với gia đình Tư Gia nhà trai để dành tặng cho hai em trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và trước hết chúng tôi xin được đến với chương trình tác phẩm chúc mừng hạnh phúc cho hai em buổi chiều ngày hôm nay. Và với món quà đầu tiên, trước hết chúng con xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu món quà cao quý của bố mẹ thân sinh là chú rể sẽ có món quà cao quý để dành tặng cho hai con trong ngày hạnh phúc hôm nay. Chúng con xin được trân trọng và kính mời. Trọn tình trọn nghĩa trăm năm, hai em hãy em phải nhớ lấy những lời mẹ cha dặn dò. Chúng tôi được tưởng chừng như ngày nào còn được ấp ủ trong vòng tay của những người cha, người mẹ. Để rồi ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai em, đặc biệt với những món quà cao quý của bố mẹ thân sinh là chú rể sẽ làm hành trang cho hai con bước vào cuộc sống gia đình mới. Và một tràng vỗ tay thật lớn từ quý vị ạ. Trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu món quà rất cao quý đến từ bộ đội của cô dâu sẽ có món quà để trao tặng cho hai cháu. Sau món quà của cụ nội, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà cao quý của cụ ngoại. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của hai cụ nội và cụ ngoại của cô dâu sẽ có những món quà cao quý để dành tặng cho hai cháu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, chúng con xin được chân thành cảm ơn hai cụ và một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị để chúc mừng sức khỏe cho hai cụ ạ. Và chúng con xin được thay lời cho dâu sinh sở hiền cảm ơn hai cụ rất là nhiều và xin được kính chúc cho hai cụ có một sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, bách niên, sai lão. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà rất cao quý đến từ bố mẹ đỡ đầu và chú rể. Tiếp theo chương trình tác phẩm trong buổi chiều ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà cao quý đến từ anh chị Hoàng Ngoan, anh chị Vương Ngoãn, anh chị Thịnh Thê, anh chị Độ Duyên là những người anh chị của chú rể. Anh chị Vương Ngoãn, anh chị Thịnh Thê, anh chị Độ Duyên. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà cao quý đến từ em Trang Tuyến. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà cao quý đến từ em Phúc, em Hạnh, em Khang và chú Tín Huyền Quyết. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà cao quý đến từ anh Sơn. Ý nghĩa của ông Nghĩa. Tiếp theo xin mời món quà cao quý đến từ anh Sơn. Sau món quà của anh Sơn, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà cao quý đến từ các anh Tiên, chị Trinh, anh Trí, chị Vi. Con bác chúc này đến người anh chị của Cô Dâu sẽ có món quà để trao tặng cho hai em. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà đến từ các em Nga, em Ngọc, em Oanh, em Ngân, em Nhi, con chú Tuân sẽ có món quà để dành tặng cho anh chị.
trọng kính mời lên sân khấu. Món quà cao quý đến từ em Trang, em Chính, em Kiểu Anh. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Món quà cao quý đến từ anh chị Hiếu Dung. Món quà cao quý của trường và công đoàn trường mầm non xã Hải Vân, nơi cô dâu đang công tác và làm việc, sẽ có món quà cao quý để dành tặng cho Dương Sinh và Sở Hiền. Trân trọng kính mời lên sân khấu món quà cao quý đến từ đoàn thanh niên trường mầm non xã Hải Vân. Thưa quý vị, với tình cảm là những người cô đang công tác trong trường mầm non xã Hải Vân, ngày hôm nay đã cùng trở về với thế gian để cùng chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các con học sinh của cô Phương sẽ có món quà để dành tặng cho cô ạ. Xin được trân trọng kính mời tất cả các con. Và còn món quà nào của quý vị mà ban tổ chức chúng tôi chưa xuống tên lên trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục đăng ký với ban tổ chức. Và thưa quý vị, với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tất cả quý vị đã dành tặng cho hai em, và ngay lúc này đây thì hai em chúng tôi sẽ chính thức có những lời cảm ơn với những lời tri ân với sự hiện diện của trên các quý cô, quý ông, quý bà cũng như tất cả quý vị cùng về mừng vui, chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Xin mời chú rể Duy Hùng sẽ có đôi lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Vâng, lần đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các ông bà ngồi ngoài đôi bên, các bác, các chú, các dì, cùng toàn thể các anh chị em, cũng như hai chị em nội ngoại hai bên, cùng các bạn thân của chú rể và cô dâu, cùng các con học sinh đến hôm nay là đến chung vui cùng vợ chồng con, thì chả biết nói gì hơn, thì các chị chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý ông quý bà nội ngoại hai bên, cô dì chú bác anh chị em, vợ chồng chúng tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được lắng nghe qua những lời cảm ơn rất tuyệt vời, với những lời cảm ơn từ đáy lòng của hai em. Xin được gửi lời cảm ơn trước tiên với sự hiện diện của trên các quý cô, quý ông, quý bà. Mặc dù thời gian rất là bận rộn, nhưng quý vị chúng ta đã vì tình cảm thương con mến cháu, vì tình cảm bạn bè chân thành vô tư, đã bớt chút thời gian vào ngọc về với gia đình Tư Gia, nhà cha chúng tôi để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai em chúng tôi trong ngày hạnh phúc hôm nay. Một nửa rồi ngày hôm nay đây, hai họ cùng về chúc sâu, chúc rể đức, tài, hiếu nghĩa. Và lời phát biểu sẽ là lời chân thành của một vị đại biểu đại diện về phía gia đình nhà cha chúng tôi, xin được gửi tới tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu qua những lời phát biểu đầy trách nhiệm của một vị đại biểu đại diện cho quý họ nhà cha chúng ta. Xin được trân trọng và kính mời. Các cụ ông, các bà, cô dì, chú bác, các bà con ơi, thì buổi thanh niên lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ ông, các bà, cô dì, chú bác, cháu Duy Hùng và cháu Hoài Thương, Hoài Phương, trải qua quá trình tìm hiểu, các cháu đã tìm thấy một nửa cả nhau, và các viên cháu quyết định xây dựng gia đình hạnh phúc với nhau. Được sự vun đắp đồng ý của hai gia đình và hai dòng họ, hôm nay hai gia đình tổ chức buổi lễ thành hôn cho các cháu.
xin gửi tới các cháu lời chúc phúc, chúc các cháu mãi mãi hạnh phúc. Kể từ hôm nay các cháu đã trở thành vợ chồng, trong cuộc sống vợ chồng thì có rất nhiều lo toan. Mong rằng hai cháu sẽ biết chia sẻ với nhau trong cuộc sống, những nỗi buồn, những nỗi vui, giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành trách nhiệm của người con đối với gia đình, họ nội và họ ngoại. Mong rằng trong cuộc sống luôn luôn các cháu luôn luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đã bút chút thời gian và Ngọc tới buổi lễ thành hôn của các cháu và chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa xin chúc các bác, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn qua những lời phát biểu đầy trách nhiệm của vị đại biểu đại diện cho quý họ nhà trai. Thưa quý vị, qua lời phát biểu đầu tiên, ông xin được đỡ lời cho ông bà hiền dung chúng tôi và đặc biệt xin được thay lời cho dâu sinh sể hiền gửi lời cảm ơn chân thành nhất với sự hiện diện của trên các cụ, các ông, các bà, các bậc làm cha, làm mẹ, cô dì, cậu mợ và đặc biệt là những thanh nam nữ tú, là những người bạn, những người đồng nghiệp với hai em ngày về chung vui trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn qua những lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho quý họ nhà trai. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay trở về nơi đây thì với sự hiện diện của tất cả quý vị, đặc biệt là chúng tôi còn nhận thấy với sự hiện diện của tất cả các cô giáo mầm non là những người đồng nghiệp với cô dâu Hoài Phương. Và trước mắt chúng tôi xin được quay lại với Trang Văn Nghệ, chúc mừng hạnh phúc cho đời bạn trẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô giáo Hạnh là những người đồng nghiệp với cô dâu Hoài Phương sẽ thay lời cho tất cả các cô giáo có những lời ca tiếng hát để dành tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Tiếp tục chương trình Văn Nghệ, chúc mừng hạnh phúc cho Hoài Phương và Duy Hùng. Sau đây Minh Hạnh xin gửi tới hội hôn ca khúc Tàu Anh Con Núi ạ. Biển. Sông Việt Nam theo bay con tàu quay qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao ngày hôm nay thấy ta còn nhớ tàu anh đi trong yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui theo bay con tàu đi là nhau.
cảm ơn với giọng ca rất tuyệt vời của cô Minh Hạnh rất là nhiều, với F1 nhạc phẩm rất tuyệt vời đã dành tặng cho dân sinh Sở Hiền trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, trong những thời khắc rất tuyệt vời ngày hôm nay đã được diễn ra tại trung tâm phòng cưới của gia đình, và có lẽ rằng ngay lúc này đây, với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tất cả quý vị, chúng tôi xin được dành tặng lại cho hai em, chúc cho hai em trăm năm thì hạnh phúc tới già, ngọt bùi cay đắng hai bạn đã bên nhau, nguyện thề từ trước tới sau vợ chồng hạnh phúc dài lâu mặc lòng. Công cha thì như núi ngất trời, mà nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã về đây, nụ đào phong nguyệt đến ngày nở hoa, đẹp lòng thỏa mẹ ý cha. Dù con nay đã về bên mẹ rồi, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời người mẹ một nắng hai sương. Mẹ hãy trang điểm như hồi mẹ còn trẻ, để mẹ răng rộng vòng tay, mẹ đón người con dâu hiếu thảo của mẹ vào căn phòng hạnh phúc. Xin được trân trọng và kính mời hiếu thảo của mẹ trong buổi chiều ngày hôm nay. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Với ánh mắt ấy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui sẽ chân bước tương dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu giận khó dẫu mưa gió ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa lại trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Anh lấy ra chung bây giờ.